nay bên mình có qua khảo sát hiện trạng công trình để thiết kế cải tạo căn villa của một khu resort tại Thạch Thất. Khách hàng chia sẻ rằng khu resort đã được xây từ rất là lâu, từ lúc mà chú còn rất trẻ và ngày đấy chú còn chưa biết villa với resort là gì. Qua quá trình tham quan có thể thấy tiểu cảnh ở đây khá là đẹp, rất nhiều cây và khu này rộng tận 2 hectare. Khách mà đi từ sảnh ra phòng nghỉ sẽ được đưa đón bằng xe điện, chứ đi bộ thì chắc là rụng cả chân mất. Quay lại vấn đề chính thì chú đưa chúng mình đi xem qua các căn mà chú muốn cải tạo lại. Phòng hiện tại thì mang hơi hướng hơi cổ xưa một xíu. Trong phòng có đầy đủ các tiện nghi cơ bản như tivi, tủ để đồ, bồn tắm. Phòng to hơn thì có cả bồn tắm ngoài trời. Đằng sau phòng là nguyên cả một sân gôn luôn. Trong phòng đầy đủ đồ dùng nhưng mà sắp xếp chưa hợp lý và khá là lỗi thời. Khách bảo ngày trước xây phòng này cũng chả thuê thiết kế gì cả, chỉ xây theo ý thích thôi nên mới có tình trạng như vậy. Tiếp theo là căn rộng hơn và đầy đủ tiện nghi hơn. Thiết kế cũng tương tự giống căn vừa nãy. Khách kể thêm là vào mùa mưa, một năm phòng này phải ngập đến 1-2 lần nên phải thiết kế lại giường và nội thất sao cho phù hợp. Kiến trúc sư bên mình đã xem qua và cũng có ý tưởng trao đổi với khách. Chú khá là ưng và bảo là chú nói đúng cái suy nghĩ trong đầu của anh luôn. Tiền bạc thì không quan trọng, anh có thể chi vài tỷ để thiết kế lại mọi thứ sao cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi đến đây nghỉ dưỡng. Chú cứ thiết kế cho anh theo ý anh muốn và hợp lý nhất có thể là được. Vậy là sau khi trao đổi thì bên mình và khách hàng đã chốt phương án thiết kế và kết thúc buổi khảo sát ở đây. Tập sau thì chúng mình sẽ dẫn mọi người đi xem quá trình đo đạc thi công và lên thiết kế nhé.